Gần đây, văn hóa chơi cờ vua đang nở rộ trong văn phòng Spider Room. Tận dụng tình yêu này, chúng mình muốn gửi đến các bạn một bài viết lý giải rằng tại sao những kỳ thủ cờ vua hàng đầu đều là đàn ông. Xin lưu ý, đây là bản dịch của một user Spider Room có tên là Củ Lạc từ bài viết gốc được đăng tải trên website Slate gần 3 năm trước. Và không để mất nhiều thời gian nữa, chúng ta vào việc thôi. The Queen's Gambit đã phá hàng loạt kỷ lục về số lượng người xem trên Netflix, cũng giống như cách mà nhân vật chính của bộ phim này, một kỳ thủ có tên là Beth Harmon, chinh phục thế giới cờ vua. Cốt truyện phim lôi cuốn và truyền nhiều cảm hứng cho người xem. Những chi tiết đả động tới cờ vua đã được chắt lọc công phu, một điều rất hiếm gặp khi chúng ta đang bàn tới một bộ phim giải trí dành cho đại chúng với chủ đề cờ vua. Tuy vậy, có một khía cạnh của bộ phim rất thiếu tính chân thực. Điều mà Monica Hess, cây bút của The Washington Post, và Dylan Loeb McCain, cây bút của The New York Times đã chỉ ra, đó là đa số những người đàn ông mà Harmon chạm trán đều tỏ thái độ ủng hộ sự nghiệp chơi cờ vua của cô. Những khó khăn thường gặp của một nữ cờ thủ. Một Beth Harmon ở ngoài đời thực ắt hẳn đã phải đương đầu với đủ kiểu lời bình, cho rằng khả năng chơi cờ của phụ nữ là kém cỏi. Những câu từ mang tính xúc phạm với phụ nữ từ mồm những người chơi cờ giỏi nhất không phải là một thứ gì đó xa lạ. Vào năm 1962, vua cờ Bobby Fischer đã nói rằng chắc là họ không được thông minh cho lắm. Hay vào năm 1989, vua cờ Garry Kasparov đã nói rằng cờ vua không dành cho phụ nữ và phụ nữ chiến đấu kém hơn. Đại kiện tướng và phó chủ tịch Liên đoàn Cờ vua Quốc tế Nigel Short đã phát biểu vào năm 2015 rằng về mặt bản chất, đàn ông đã chơi cờ tốt hơn phụ nữ và còn bổ sung rằng bạn phải thừa nhận điều đó một cách nhã nhặn. Không phải chỉ có đàn ông mới nghĩ thế này, Iva Repkova, kiện tướng quốc tế và là người đứng đầu Ủy ban phụ trách cờ vua nữ của FIDE đã bình luận rằng phụ nữ không phải là tự nhiên hiểu được cách phải chơi trò này thế nào. Một vài người có thể cảm thấy không hài lòng về việc đàn ông quan tâm tới cờ vua hay phụ nữ chọn âm nhạc hoặc cắm hoa là hợp với tự nhiên hơn. Đại kiện tướng Koneru Hampi, kỳ thủ nữ hàng đầu của Ấn Độ, cho rằng bạn phải chấp nhận rằng đàn ông chơi cờ tốt hơn với một bài viết với tựa đề Tại sao phụ nữ thất bại trong cờ vua. Phải thừa nhận rằng những lời bình này là hà khắc và chẳng khích lệ được ai cả. Nhưng nhiều người tin rằng việc phụ nữ chơi cờ kém hơn đàn ông là một sự thật tuy tàn nhẫn nhưng không thể chối bỏ. Thực tế đã chỉ rõ rằng trong lịch sử chưa từng có một nhà vô địch thế giới nào là nữ. Căn bản mà nói, kỳ thủ nữ xuất sắc nhất đã luôn luôn xếp dưới kỳ thủ nam xuất sắc nhất trên bảng xếp hạng và rất có thể sẽ thua anh ta trong một trận đấu. Và trong top 100 kỳ thủ hàng đầu thế giới, duy chỉ có một người là phụ nữ, đó là đại kiện tướng Trung Quốc Hầu Giật Phàm. Trước khi tiếp tục, Spider Room muốn bổ sung thông tin về một vài nữ cờ thủ huyền thoại để giúp các bạn có cái nhìn tổng quát hơn. Cụ thể, đã có nhiều người phụ nữ lọt top 100 kỳ thủ hàng đầu thế giới. Judith Polgar, cờ thủ nữ mạnh nhất mọi thời đại, người được cho là Beth Harmon ngoài đời thực, đã từng đứng thứ 8 trên 100 vào khoảng giữa năm 2005. Ngoài bà Polgar, thì hai kỳ thủ nữ khác là Maya Chibardanidze và Hầu Giật Phàm cũng lọt top 100 người chơi cờ hay nhất thế giới. Tạm vậy thôi, giờ trở lại với cả bài viết nào. Thế nhưng, những con số nói gì? Dù vậy, với tư cách là một người chơi cờ vua và là một học giả, tôi có thể khẳng định với bạn rằng không có bất kỳ điều nào trên đây đủ sức kết luận rằng bản chất của phụ nữ là không thể chơi bằng đàn ông. Việc những kỳ thủ nam hàng đầu thường xuyên xếp trên những kỳ thủ nữ hàng đầu có thể chẳng liên quan gì đến tài năng cả. Tất cả bắt nguồn từ thống kê và những yếu tố ngoại lai. Hãy bắt đầu với thống kê. Một nghiên cứu vào năm 2008 được làm bởi nhà tâm lý học Mary Bilalik chỉ ra sai lầm về mặt logic trong việc coi sự khác biệt thứ hạng ở top đầu như là một bằng chứng cho việc có sự khác biệt ở khía cạnh bản chất của con người. Nếu một nhóm nhỏ hơn rất nhiều so với nhóm còn lại, thì một người có thể sẽ vô tình cho rằng người giỏi nhất của nhóm lớn hơn chơi tốt hơn so với người giỏi nhất của nhóm nhỏ hơn. Để lý giải điều này, tôi thường dùng một thí nghiệm tưởng tượng. Giả sử rằng bạn tập hợp được một nhóm 12 người và phân phối ngẫu nhiên cho 10 người một cái mũ xanh và 2 người còn lại một cái mũ đỏ. Sau đó, bạn gán ngẫu nhiên một con số từ 1 đến 100 cho mỗi người. Bạn tuyên bố rằng điểm số của đội xanh là con số lớn nhất mà một người với mũ xanh được gán cho và điểm số của đội đỏ là con số lớn nhất mà một người với mũ đỏ được gán cho. Kết quả là tính bình quân, đội xanh có điểm số cao hơn nhiều so với đội đỏ. Tất nhiên, đây không phải là vì có sự khác biệt ở khía cạnh bản chất giữa thành viên hai đội xanh và đỏ. Hãy nhớ rằng, những cái mũ được phân phối một cách hoàn toàn ngẫu nhiên. Đơn giản mà nói, đội xanh vì có 10 thành viên nên có nhiều cơ hội đạt số điểm cao hơn so với đội đỏ. Bài học là, nếu một nhóm lớn hơn rất nhiều so với nhóm còn lại, thì về bản chất,
việc so sánh những người giỏi nhất ở mỗi nhóm với nhau là không công bằng. Thứ logic tương tự cũng áp dụng cho cờ vua. Ví dụ, trong số những người kỳ thủ hoạt động vào năm 2019 theo danh sách của FIDE, chỉ có 10,1% là nữ. Ở Mỹ, con số này là 8,2%. Mới đây, tôi đã tính toán được rằng chỉ mình sẽ khác biệt giữa số lượng kỳ thủ nam và kỳ thủ nữ là đủ để giải thích cho sự khác biệt về hệ số ELO giữa những kỳ thủ nam hàng đầu và những kỳ thủ nữ hàng đầu ở Ấn Độ. Nói cách khác, sự khác biệt giới tính trong số lượng người chơi ở Ấn Độ bao quát trọn vẹn sự khác biệt giới tính ở top đầu. Khi chúng ta ra tay sửa sai cho sự chênh lệch rõ ràng giữa số lượng nam và nữ chơi cờ, thì sau khi cân nhắc kỹ, sẽ thấy rằng chẳng có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh rằng đàn ông chơi tốt hơn, ít nhất là ở Ấn Độ. Những câu nhận định qua loa từ những người tai to mặt lớn về việc đàn ông vượt trội hơn cờ vua thường chẳng kèm theo các phân tích cần có về số liệu thống kê. Và chính vì vậy, chúng không đáng để chúng ta tin. Nhưng nếu có một người đi làm công việc phân tích cặn kẽ cho những quốc gia khác ngoài Ấn Độ, vậy thì liệu sự khác biệt ở top đầu có phải chỉ bắt nguồn từ sự khác biệt về số lượng người chơi trên toàn thế giới này không? Jose Camacho Colados, kiện tướng quốc tế và là một nhà khoa học máy tính, và Nikos Posi, một nhà thống kê, đã đặt ra câu hỏi đó. Họ xác định được rằng ở nhiều quốc gia khác nhau, sự khác biệt về số lượng người chơi là không đủ để giải thích cho sự khác biệt ở top đầu. Nói thì nói vậy, nhưng cái trước vẫn có thể bao quát phần nào cái sau. Và vì thế, chỉ hướng tập trung vào mỗi sự khác biệt ở top đầu vẫn sẽ khiến bạn có cái nhìn sai lệch về vấn đề. Kể cả khi sự khác biệt về số lượng người chơi không đủ để giải thích cho sự khác biệt về thứ hạng ở những người giỏi nhất, điều đó cũng không đồng nghĩa với việc phụ nữ từ khi sinh ra đã chơi cờ vua kém hơn. Có rất nhiều yếu tố ngoại lai như xã hội, văn hóa và kinh tế. Nữ giới top đầu thường chỉ được mời tới chơi những giải đấu dành riêng cho nữ giới, một điều mà rất có thể sẽ giới hạn khả năng tăng thứ hạng của họ. Cũng có thể, những liên đoàn quốc gia đầu tư ít hơn vào những kỳ thủ nữ so với những người đồng nghiệp nam của họ, chẳng hạn về mặt huấn luyện hoặc team nhà tài trợ. Nam giới dễ kiếm sống từ nghiệp cờ vua hơn. Trong số những kỳ thủ ở top đầu có con, phụ nữ có thể phải oằn mình vì gánh nặng lo cho con cái hơn so với đàn ông, và vì thế có ít thời gian hơn để chơi và chuẩn bị cho các giải đấu. Những kỳ thủ nữ hàng đầu có thể là nạn nhân của mối đe dọa dập khuôn, và đúng là dường như điều đó đã được thể hiện trong kết quả của các ván đấu. Rất có thể, các kỳ thủ nữ top đầu còn phải thi đấu trong một môi trường không có vẻ gì là chào đón họ cả, dẫn tới tỷ lệ bỏ nghề cao hơn so với những kỳ thủ nữ top dưới. Những nhà tâm lý học xã hội đã chứng minh rằng những người phụ nữ thành công trong những vai trò từ trước đến nay đều dành cho nam giới, thường chịu những lời gièm pha và không được yêu quý. Nếu bạn cần một ví dụ thực tế, hãy ngó qua dự án mỹ thuật của đại kiện tướng nữ Jennifer Shahid mang tên Not Particularly Beautiful, hay không đẹp cho lắm. Một bàn cờ quá khổ được treo trên tường chứa chi chít những câu sỉ nhục và mang nặng sự phân biệt giới tính hướng đến cô và những kỳ thủ nữ khác. Tất cả những yếu tố này là ngoại lai, và chẳng có cái nào trong số đó dính dáng tới trí thông minh hay năng lực thiên bẩm. Khó mà gỡ được mối tơ vò. Ví dụ, bạn không thể phân những kỳ thủ trẻ ra và cho chúng vào những nhóm khác nhau quanh những người mang tư tưởng khác nhau về giới tính và xem chúng thể hiện ra sao trong một giải đấu. Nhưng trong toán học, một lĩnh vực mà khá giống cờ vua ở nhiều điểm, một thí nghiệm tự nhiên thú vị đã diễn ra khi nước Đức chia thành Đông Đức và Tây Đức. Kết quả, sự khác biệt về giới tính trong toán ở Đông Đức là hẹp hơn nhiều so với Tây Đức, có thể là vì hệ thống giáo dục ngả theo chủ nghĩa quân bình, khích lệ sự tự tin cũng như cạnh tranh của các cô gái trong việc học toán. Điều này chứng tỏ sự khác biệt về thành tích giữa các giới trong lĩnh vực trí tuệ có thể bắt nguồn từ những niềm tin của con người ở tầng xã hội. Trong cờ vua, mổ xẻ triệt để các yếu tố cấu thành sự khác biệt ở nhóm những kỳ thủ top đầu là một vấn đề nan giải và đã là một chủ đề nghiên cứu trong nhiều thập kỷ qua, và sẽ tiếp tục như vậy trong tương lai sắp tới. Việc định lượng tất cả những tác động xã hội, văn hóa, kinh tế và cách chúng khiến cho một kỳ thủ nữ có tiềm năng siêu sao thi đấu kém hơn một chút là khó vô cùng. Và có lẽ cũng chính vì vậy mà những người chơi cờ thường chọn cho mình một cách lý giải đơn giản hơn thống kê. Sinh học. Nhớ Short đã nói về bản chất hay Repkova cho rằng việc phụ nữ chọn cờ vua là không hợp tự nhiên không? Kasparov còn nói vào năm 1989 rằng chắc câu trả lời nằm ở gen cả. Giờ thì ông đã chối bỏ việc mình từng phát ngôn câu đó, nhưng chỉ cần nhòm vào những diễn đàn cờ vua là biết cái kiểu suy nghĩ như thế vẫn còn sống dai. Giới chơi cờ thường xem tài năng thiên bẩm là động lực cho thành công, và những kỳ thủ cờ vua có xu hướng coi sự khác biệt về mặt sinh học hay bản chất giữa con người như là một hướng giải thích cho sự khác biệt về mặt thành tích giữa các giới. Tôi xin được khẳng định một cách rõ ràng rằng, hiện nay chưa có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy có sự khác biệt về mặt sinh học trong khả năng chơi cờ giữa nam và nữ. Tất nhiên, ấy không đồng nghĩa với việc những khác biệt ấy chắc chắn không tồn tại. Nhưng, vì lý do gì mà chúng ta phải tập trung nghiên cứu vào việc phát hiện ra chúng, trong khi chúng ta có thể nghiên cứu để tạo ra những thứ hay hơn?
Thay vào đó, với tôi, đáng ngẫm hơn là tìm hiểu tại sao những kỳ thủ cờ vua thường tìm đến với những lý lẽ liên quan tới sinh học để mà giải thích. Nhà tâm lý học Andrei Kimpian, một đồng nghiệp khác của tôi ở Đại học New York, trong một bài nghiên cứu đã chỉ ra rằng những lý giải kiểu vậy giúp củng cố tôn ti hiện hành. Và những người nắm giữ những vị trí quan trọng trong giới cờ vua, thường là đàn ông, được lợi từ điều đó. Họ khó mà thừa nhận rằng những yếu tố bên ngoài, chẳng hạn như phân bổ nguồn lực không công bằng hay một môi trường gây khó dễ với nữ giới, là lý do ngáng đường những kỳ thủ nữ ở top đầu. Đương nhiên, bên hưởng lợi luôn chối bỏ kịch liệt việc mình được hưởng lợi, một điều thường thấy ở gần như bất kỳ cuộc tranh đấu cho công bằng xã hội nào. Nhiều người quan niệm rằng, muốn có nghiệp cờ thăng tiến thì cốt lõi phải nắm giữ một khả năng thiên bẩm, thay vì kiên trì học tập để cải thiện dần dần. Và chính nó có lẽ là lý do khiến số lượng người chơi cờ nam và nữ có sự chênh lệch rõ rệt ngay từ ban đầu. Andrei Kimpian, Sarah Jane Nestle, nhà tâm lý học ở Đại học Princeton, cùng đồng nghiệp đã nghiên cứu 30 chuyên ngành ở Mỹ và thấy rằng có tồn tại tỷ lệ nghịch rõ rệt giữa sự phổ biến của niềm tin vào khả năng thiên bẩm với số lượng nữ tiến sĩ. Không dừng lại ở đó, những đứa trẻ từ rất nhỏ đã tiếp thu những niềm tin cho rằng nam xuất sắc hơn nữ. Một nghiên cứu vào năm 2017 cho thấy, nhiều bé gái mới lên 6 ở Mỹ đã không tin rằng phái nữ cực kỳ thông minh, và chúng bắt đầu né tránh những hoạt động được người khác nói là dành cho trẻ cực kỳ thông minh. Rồi đó, các bạn thấy chưa? Một xuất phát điểm sớm đến mức khó tin cho sự chênh lệch về giới tính trong số những người tham gia chơi cờ. Hậu quả là một vòng lặp tai hại. Đàn ông tin rằng nữ giới không có tài năng thiên bẩm gì và vì thế chơi cờ vua kém hơn, kèm theo tâm thế thù địch xua đuổi phái nữ khỏi cờ vua. Và rồi sự chênh lệch ở top mới chơi cũng như top đầu càng rõ rệt, thế là đàn ông lại càng dựa vào đó và tin rằng phụ nữ chơi cờ kém hơn mình. Ở những đấu trường khác, nơi văn hóa ưa chuộng tài năng thiên bẩm đang hoành hành và sự chênh lệch giới tính trong số những người chọn dấn thân là quá sức rõ rệt như vật lý hay khoa học máy tính, thì rất khó để phá vỡ vòng luẩn quẩn này. Nhưng không thử thì không được. Phong trào phụ nữ chơi cờ được khởi xướng bởi Liên đoàn Cờ Vua Mỹ đã đầu tư tiền bạc và đứng sau ủng hộ cho những giải đấu dành cho phụ nữ và bé gái. Như những gì mà Sarah Jane Leslie giải thích, nhấn mạnh vào tầm quan trọng của cần cù hơn là tài năng thiên bẩm. Việc nhấn mạnh vào tầm quan trọng của cần cù hơn là tài năng thiên bẩm có thể giảm thiểu việc phụ nữ và bé gái bị bỏ ngang. Những dự án như Not Particularly Beautiful lột trần những câu từ mang nặng thành kiến và giúp ta có được cái nhìn về ảnh hưởng của những yếu tố văn hóa trong việc cấm cản nữ giới. Kể cả một series của Netflix tô điểm thế giới cờ vua hơi quá đà vẫn có thể có ích. The Queen's Gambit dường như đã khiến số lượng nữ giới bắt đầu chơi cờ tăng lên đột biến, nhưng tất cả những gì ta đạt được như kể trên cũng sẽ chóng tàn nếu thiếu một sự thay đổi mang tính hệ thống. Nếu các bạn thích những bài viết như thế này thì đừng quên ghé qua website Spider Room và nhấn đăng ký kênh YouTube của chúng mình nhé. Còn bây giờ thì cảm ơn vì đã xem. Xin chào và hẹn gặp lại.